Thì các bạn thấy là mới có những cái tin như thế này, lập tức là cái thị trường nó phản ánh ngay. Các bạn thấy là cổ phiếu liên tục giảm sàn trong không những là 3 phiên 1 hay 2 phiên 3 phiên, mà trước đó có lẽ là nó đã phản ánh đâu đó rồi. Cổ phiếu rớt từ 17 cho đến giá 9, rồi nó lan tỏa cho tất cả các cái sector của ngành bất động sản. Tất cả các cổ phiếu lớn nhỏ của thị trường bất động sản, của bất động sản đều giảm một màu đỏ như này, từ Novaland, DIG, Tài chính Hoàng Huy, Phát Đạt, Đất Xanh cũng giảm rất sâu. Đấy, giảm rất sâu. Như tôi nói với các bạn đó, là thị trường trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Khi mà trong giai đoạn nhạy cảm như thế này thì chỉ có những doanh nghiệp mà tăng trưởng và có triển vọng tăng trưởng tiếp theo trong quý 3 và quý 4 mới giữ chân và giữ được niềm tin của các nhà đầu tư. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Đây là kênh thông tin về vĩ mô, tài chính, chứng khoán và phát triển bản thân hàng đầu Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Nhanh, trung thực, độc đáo với góc nhìn riêng biệt của tôi Thái Phạm sẽ góp cho các bạn các cách nhìn một cách đa chiều và thú vị. Hãy đăng ký kênh, ủng hộ Thái Phạm bằng cách nhấn vào nút subscribe, đăng ký và nhấn vào nút chuông hoặc on tất cả các video của Thái Phạm bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng đến với lại nhịp đập thị trường của tuần 22 tháng 7 năm 2024 này. Thì nhịp đập thị trường của chúng ta thì chúng ta sẽ điểm qua các cái điểm nhấn cần phải chú ý về mặt vĩ mô, về tài chính trong và ngoài nước trong cái tuần giao dịch ngày 2 tháng 7. Trước tiên thì Thái Phạm cũng muốn các bạn và Thái Phạm chúng ta đến với lại một cái nghi thức long trọng, bởi vì trong tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một sự ra đi, một sự mất mát rất lớn của một cái người con vĩ đại của đất nước, đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái người chiến sĩ cộng sản liêm chính, bình dị, một nhân cách rất hiếm. Và xin phép tất cả các bạn, chúng ta sẽ lắng đọng và chúng ta sẽ lặng im trong khoảng 30 giây để tưởng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vâng, chúng ta vừa trải qua một cái nghi thức yên lặng trong vòng 30 giây để tưởng nhớ người con ưu tú của đất nước. Chúng ta trải qua một cái quốc tang và mất đi một người con liêm chính, bình dị, một nhân cách hiếm có của dân tộc. Bây giờ chúng ta đến với lại cái phần chính nội dung của nhịp đập thị trường tuần này. Thì xin thưa với các bạn là tuần vừa rồi đã chứng kiến thị trường chứng khoán Mỹ có một cái tuần điều chỉnh sau một quá trình tăng mạnh. Thì với tất cả những khán giả theo dõi kênh Thái Phạm, điều này không phải là một cái điều bất ngờ, bởi vì trong khoảng 2 tuần gần đây, trong các nhịp đập thị trường của ngày, nếu các bạn xem lại ngày 15, ngày 8, thì tôi đều dự báo rằng đây là những cú tăng nước rút và khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ có sự điều chỉnh rồi đi sideways. Thế vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn xem là liệu quá trình điều chỉnh và đi sideways này thì nó sẽ diễn ra đến khi nào và bao giờ thì nó kết thúc. Thì muốn biết như vậy thì các anh chị có thể vào trong cái phần chỉ số quốc tế của phần mềm Kung Fu Stock Pro, các anh chị bắt đầu có thể coi. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy Dow Jones, thì Dow Jones là tăng sau S&P 500 và Nasdaq. Thế thì cái quá trình trước đó tôi đã chia sẻ với các bạn, đó là S&P 500 và Nasdaq nó đã tăng. Và đây là quá trình tăng nước rút và không có gì bất ngờ nếu điều chỉnh, bởi vì quá trình tăng này nó kéo dài từ cái thời điểm ngày 22 tháng 4, cách đây 3 tháng. Bất cứ một cái thị trường con bò nào thì sau 3 tháng, có nghĩa là 12 tuần tăng liên tiếp, nó phải có một sự mỏi mệt. Và sự điều chỉnh này là hoàn toàn bình thường. Nó không phải là một cái gì bất thường dựa trên cái câu chuyện của cái khủng hoảng hay cái gì vấn đề về vĩ mô của Mỹ. Nó là sự điều chỉnh mà tiếng Anh nó gọi là các cái quá trình pullback kéo giật lại. Và như tôi cũng chia sẻ với các bạn, năm 2024 đó là một cái năm rất là tốt của thị trường chứng khoán Mỹ,
Do đó thì tôi mạnh dạn dự báo, tất nhiên là tôi không phải là người có quả cầu pha lê, nhưng tôi mạnh dạn dự báo rằng là trong khoảng 2 đến 3 tuần tới, thậm chí là khoảng kéo dài khoảng 4 tuần thì cái quá trình điều chỉnh này của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra và nó sẽ điều chỉnh xong, sẽ đi sideways để đợi cái việc mà hạ lãi suất của Fed. Thế thì kể cả Dow Jones hay là chỉ số Russell 2000, là tập hợp 2000 cái công ty vừa và công ty nhỏ của Mỹ thì cũng đều có chứng kiến sự điều chỉnh các bạn ạ. Đối với hội viên của tôi, đặc biệt một số các bạn ở Mỹ, thì tôi cũng khuyên các bạn là canh những cái cổ phiếu mà như Nvidia, Microsoft, Apple hay là Amazon để các bạn có thể tìm những cái điểm mua phù hợp khi mà nó có những cú pullback nhằm chờ đón kết quả hạ lãi suất tháng 9 của Fed cũng như tháng 11 của Fed. Một điều đáng lưu ý về cái sự điều chỉnh lần này đó là chỉ số VIX của S&P 500, volatility của S&P 500 nó cũng bắt đầu tăng lên. Thì nó cũng là phản ứng cái sự là biến động của chỉ số S&P 500 mà thôi. Thế thì điều này cũng là tương tự đã xảy tới và đang xảy tới với các cái chỉ số tại chứng khoán Anh. Chứng khoán Anh thì sau khi quá trình điều chỉnh kéo giật thì nó sẽ đi sideways và mọi người có kỳ vọng sideways này nó sẽ có quá trình tăng lên. Tôi thì tôi không biết như nào, nhưng quá trình đi trong cái band hẹp như thế này thì hoàn toàn có thể là có hai kịch bản là đi lên. Nhưng mà kịch bản đi lên của tôi thì sẽ không cao bằng kịch bản sẽ tiếp tục là điều chỉnh ở phía dưới. Tương tự như vậy thì đối với chỉ số chứng khoán Đức thì các bạn cũng sẽ thấy là cái quá trình điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục diễn ra. Ở châu Á thì Hàn Quốc và đặc biệt là chứng khoán Nhật Bản thì sẽ cũng cần phải quá trình điều chỉnh. Thì nó cũng đi theo cái pattern của chứng khoán Mỹ thôi, bởi vì Nhật Bản nó là thị trường phát triển mà. Thì các cái thị trường khác như Singapore cũng vậy, là thị trường phát triển thì nó cũng điều chỉnh giống chứng khoán Mỹ và gần như có mức độ liên thông về mặt tâm lý, correlation rất là cao, correlation rất là cao. Đối với lại các cái câu chuyện liên quan tới hàng hóa quốc tế thì các bạn cần phải chú ý điều gì? Thứ nhất, đối với tôi thì tôi cho rằng là giá vàng đã tạo ra một cái uptrend và đã, cái này cũng đã chia sẻ với các bạn, là kể từ cái thời điểm vào giữa và cuối tháng 6 tôi ủng hộ trong cái đợt tăng của giá vàng trong ngắn hạn vượt cái đỉnh cũ là 2.444, và tôi cho rằng theo Wick gốc, làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp VSA chính gốc, thì cái cấu trúc này nó sẽ dẫn đến là cái một cái đợt phá lên tạo ra một uptrend, và trong sau khi một tạo ra một quá trình uptrend thì nó có thể sẽ quay lại cái khung giá. Cái khung giá này thì xin thưa với các bạn là nó đã có một sự điều chỉnh khá là mạnh trong phiên cuối tuần khi giảm đến 1,82% với lại khối lượng giao dịch rất là lớn. Trong 2 trong 3 phiên giao dịch gần nhất thì cái khối lượng mà bán ra chốt lời rất là mạnh. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng giá vàng cũng sẽ như chứng khoán Mỹ, nó sẽ có thể quay trở lại trong khung giá đi sideways và có thể sẽ đi sideways trong vòng 4 đến 6 tuần trước khi đợi những cái tín hiệu về hạ lãi suất của Mỹ rõ ràng hơn trong cái kỳ họp tháng 9 và ngày 19 tháng 9, đúng không? Đối với lại giá dầu thì các bạn cũng thấy đó là giá dầu Brent nó đi sideways down, và như đã thưa chuyện với các bạn là trong cái kỷ nguyên này của chúng ta đang sống ấy, khi mà Trung Quốc đang chuyển hướng sang các cái loại năng lượng xanh, đặc biệt là xe điện, thì cái câu chuyện ở đây đấy là rất khó để mà giá dầu có thể vượt lên lại 90 đô một thùng. Trừ trường hợp là có những đợt tấn công rất là mạnh về quật mặt quân sự tại Trung Đông hay những vấn đề gì đó xảy ra đối với lại khối OPEC cộng. Nhưng mà với cái thời hạn mà tôi cũng đã thưa chuyện với các bạn rất là lâu rồi, đấy là tất cả từ thời điểm tháng 10 tới thì OPEC cộng sẽ gia tăng sản lượng, và quá trình tăng sản lượng này kết hợp với lại một cái nhu cầu tiêu thụ yếu đi vào giai đoạn mùa thu của thế giới, đặc biệt là thị trường tiêu thụ ở Trung Quốc, thì có thể sẽ khiến cho giá dầu nó đi trong cái khung sideways ở vùng 80 đô này. Đấy. Và chúng ta sẽ không chứng kiến thấy giá dầu có những cú spike tăng vọt trong cái thời gian tới. Và điều này tốt cho cái việc lạm phát của thế giới. Và cái yếu tố lạm phát thì có thể sẽ củng cố cho việc hạ lãi suất của Fed không những là 2 lần trong năm 2024 này, mà 5 đến 6 lần trong năm 2025 để đưa cái mức lãi suất của thế giới về một cái mức hợp lý hơn, và từ đó hạ nhiệt cái tỷ giá và sức ép về tỷ giá đối với các đồng nội tệ khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam đồng của chúng ta. Đấy.
Đặc biệt là các bạn nhìn thấy khi mà cái kỳ vọng Fed hạ lãi suất thì đô la index đã phá vỡ những cái mốc hỗ trợ quan trọng. Nó hồi phục lại về mặt kỹ thuật, nhưng tôi tin rằng cái quá trình này nó sẽ chỉ tích lũy trong một thời gian ngắn trước khi nếu có kết quả hạ lãi suất của Fed vào tháng 9 thì nó sẽ có thể tìm lại cái vùng 102.6, thậm chí là sẽ sâu hơn vùng 101 này. Khi đó thì những cái tỷ giá của đồng Yên, đồng Bạch Thái, đồng Korea Hàn Quốc, đồng nhân dân tệ hay đồng đô la, đồng Việt Nam đồng Việt Nam, các bạn thấy đã có sự hạ nhiệt rất là đáng kể ở đây. Và nếu như các bạn để ý đến cái yếu tố vĩ mô và để ý đến tỷ giá của Việt Nam từ đầu tháng thì các bạn cũng nhìn thấy đó là cái tỷ giá đô la chợ đen ấy, nó đã hạ từ 25.900 ở chiều mua vào và 25.980 ở chiều bán ra. Bây giờ hạ xuống nó chỉ còn là 25.670 và 25.750 mà thôi ở tuần 20 tháng 7, vào cái thời điểm vào ngày thứ sáu tôi lấy cái dữ liệu cho các bạn. Và cái tỷ giá chính thức thì cũng hạ từ 25.473 xuống còn 25.454. Thì nó cũng đã thể hiện thông qua cái đồ thị mà các bạn nhìn ở đây rồi. Đấy. Thì đô la index giảm thì cũng là một cái nguyên nhân, một cái tác nhân khiến cho cái Việt Nam đồng trở nên ổn định hơn, và điều này giúp ổn định vĩ mô. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy là những hoạt động của ngân hàng nhà nước trong việc can thiệp và điều hành tỷ giá linh hoạt cũng đã hỗ trợ cho quá trình này. Đấy. Các nguồn thu ngoại tệ của chúng ta tương đối dồi dào và tôi đã chia sẻ với các bạn chúng ta có rất là nhiều nguồn thu khác nhau. Đấy. Trong đó thì có những áp lực bán ròng của khối ngoại ở trên thị trường chứng khoán gọi là FII. Nhưng so với lại thì Foreign Direct Investment FDI và những cái khoản như kiều hối thì xin thưa các bạn là kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm đã tăng 20%. Đây là một cái nguồn thu quan trọng về mặt kiều hối của chúng ta. Chưa kể những vấn đề về thặng dư về thương mại xuất xuất siêu của chúng ta nữa. Thế nên về mặt tỷ giá thì tôi luôn luôn cho rằng là Việt Nam có một cái căn cơ về mặt tỷ giá, về mặt dự trữ ngoại hối và tiền đô đủ để có thể chống đỡ, và không những chống đỡ mà còn có thể prosper trong cái bối cảnh đô la index có thể sẽ hạ nhiệt tiếp theo trong thời gian tới nữa. Đấy là một cái yếu tố vĩ mô mà chúng ta cần phải lưu ý, và thực tế ra thì xin thưa với các bạn đó là những yếu tố để cho đô la của chúng ta có thể biến động mạnh. Thì trong thời gian vừa rồi thì các bạn thấy có những cái vụ xử, những vụ buôn lậu về giá vàng, buôn lậu về vàng. Đấy, thì báo chí có đăng đấy. Đó là những vụ buôn lậu đến 6 tấn vàng qua biên giới, trị giá đến 8.500 tỷ. Thế nên nếu như không kiểm soát được cái thị trường vàng, chênh lệch so với thế giới quá lớn lên đến 17 đến 18, 20 triệu đồng một lượng, mà giữa cái vàng nhẫn và cái vàng SJC nó quá cao thì nó sẽ thúc đẩy cái hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Và vừa rồi báo chí đăng nó xử là buôn lậu đến 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 6 tấn, các bạn có thể theo dõi. 6 tấn vàng trị giá 8.500 tỷ thông qua một cái xe nước đá qua cái biên giới của Việt Nam Campuchia, thì thực sự là đây là cái nguồn chảy máu ngoại tệ và mất mát rất lớn, bởi vì để mà mua được vàng thì đâu có thể dùng đồng Việt Nam mà phải đổi qua đồng đô la. Và cái việc đổi Việt Nam đồng qua đô la, thu gom đô la trong thị trường chợ đen, nó sẽ tạo ra sự khan hiếm đô la trị thị trường chợ đen, đẩy cái tỷ giá đô la chợ đen lên cao, gây bất ổn về vĩ mô. Do đó thì cái quá trình mà điều tiết cái giá vàng theo tôi là một quá trình rất khoa học và rất đúng đắn của phía chính quyền và ngân hàng nhà nước. Đây là credit, đúng không? Cho họ. Thế về mặt vĩ mô thì chúng ta đã nhìn thấy những yếu tố như vậy và cải thiện rồi. Cải thiện rồi. Tỷ giá thì cũng đã hạ nhiệt đấy các bạn ha. Và nhìn vào lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm, 10 năm, rồi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong kỳ hạn 5 năm, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đều ủng hộ cái việc Fed sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới, và cái kịch bản mà suy thoái kinh tế Mỹ hiện nay chưa được tính tới, chưa được tính tới và sẽ không có cái vấn đề là buộc phải tính tới. Đối với tôi thì Fed sẽ hạ lãi suất 2 lần vào tháng 9 năm 2024 và khả năng cao là lần thứ 2 năm 2024 này vào tháng 11 năm 2024. Thế các bạn hẳn nhớ tới cái bài báo này của tuần trước khi tôi điểm tin cho các bạn phải không nào? Đó là ông Powell nói rằng ông sẽ không cần đợi PCE về mức 2% để có thể hạ lãi suất. Thế thì với những cái dữ liệu kinh tế hiện tại và những cái sự bét của thị trường ấy, với sự biến động của chỉ số chứng khoán, vàng vân vân, thì các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ các nhà đầu tư, các trader và các cái economist đã dự báo rằng 19 tháng 9 khả năng cao
94% bây giờ dự báo là sẽ hạ lãi suất. Và đến tháng 11 hiện nay xác suất đã lên đến gần 60% rồi. Và điều đó nó cho phép chúng ta có thể có quyền kỳ vọng về cái mức lãi suất thấp hơn bắt đầu năm 2025 và có những cái đợt hạ lãi suất liên tiếp khoảng 5 lần đến 6 lần trong năm 2025 để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Bởi vì trong một cái bài phát biểu của ông Powell với cái hội nghị kinh tế ở châu Âu, trong đó thì có phát biểu với lại bà chủ tịch của ECB, ông có nói một câu đó là chúng ta nếu hạ lãi suất chậm quá thì cái nền kinh tế nó có thể một cách đại ý nó có thể yếu đi, và đợi cái lãi suất về mức 2% mới hạ thì lúc đó sợ sẽ bị muộn. Do đó thì ông vẫn tin rằng là cái trajectory của cái chuyện là lạm phát nó đang đi theo cái đúng hướng về mức 2%, nhưng không cần nó phải về đến 2% thì mới hạ. Tất nhiên là cái quyết định của ông vẫn based on cái data dữ liệu, based on cái chỉ số PCE hàng tháng, based on cái vấn đề về việc làm. Thì ông cho rằng thị trường việc làm nó đã thắt chặt trở lại, nó đã nới lỏng trở lại, nó không còn thắt chặt nữa. Và ông mong muốn để hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ thì cần phải hạ lãi suất. Thì đó là lý do tại sao mà tôi chia sẻ với các bạn rằng hiện tại thì chúng ta có thể kỳ vọng là Fed hạ lãi suất 2 lần trong năm 2024 này. Một vấn đề nữa mà các bạn cũng cần phải quan tâm đối với lại tình hình vĩ mô và tài chính của thế giới, đó là cả thế giới hiện nay đang phải chuẩn bị và đang được chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Donald Trump sẽ nắm quyền vào tháng 11 năm 2024, ngoại trừ có cái điều gì đó bất thường xảy ra thưa các anh chị. Thì cái lý do tại sao Tổng thống Donald Trump mà có thể được kỳ vọng trong tháng 11 tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, không phải là liên tiếp, nhưng là bởi vì bây giờ đấy, ông đã trở thành một cái người mà turn around những cái vấn đề khó khăn của mình sau cái vụ ám sát hụt. Và ông đã giành quyền lại kiểm soát cái Đảng Cộng Hòa. Đại hội Đảng Cộng Hòa đã trở nên bùng nổ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Đấy. Và ở chiều ngược lại thì họa vô đơn chí với lại ông Joe Biden đương kim Tổng thống, khi mà có những vấn đề liên quan tới Hồng Tâm, kêu gọi ông Donald Trump nhắm vào Hồng Tâm ông Donald Trump, hoặc là phải đưa ông Donald Trump vào tầm ngắm, đúng không? Bullseye, vân vân. Rồi những cái vấn đề mà ông tranh luận trực tiếp trên truyền hình, có những lúc ông bị quên. Thì đây là cái chứng dementia của đối với người già, tức là mất trí nhớ ngắn hạn, đấy là bình thường thôi, bởi vì ở độ tuổi tám mấy rồi thì khó có thể có sự minh mẫn được các anh chị ạ. Và cái cây thì bao giờ nó cũng có lúc nó phải già yếu. Chúng ta không phải là bất tử. Tôi và các bạn không bao giờ bất tử. Chúng ta đến cái độ tuổi như ông mà vẫn còn đi lại, vẫn còn nói năng, vẫn còn bắt tay, vẫn còn phát biểu được sang sảng như thế, thì thực sự là chúng ta cũng cầu cho chúng ta có đủ phước để mà có chúng ta có thể làm được như ông đi. Nhưng mà con người thì đến cái độ tuổi nào đó thì anh phải step down. Thế thì có lẽ là đã đến lúc mà ông Joe Biden cũng có thể phải cân nhắc step down. Thì hiện tại đó, đang có những cái áp lực rất lớn từ Đảng Dân Chủ. Họ đang kêu gọi ông Joe Biden ngừng tranh cử. Hiện nay có thêm 13 nghị sĩ nữa là những người rất là thân tín với lại bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện cũ, đang muốn là ông ngừng tranh cử. Thì xin thưa các bạn là đây là một cái thuận lợi rất lớn cho ông Trump, và thế giới sẽ phải chuẩn bị cho câu chuyện ông Donald Trump đắc cử. Hiện nay thì các đồng minh của Mỹ tại châu Âu, ở khối NATO, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, rồi các đồng minh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, vân vân, những đồng minh như Israel, vân vân, thì cũng đang phải chuẩn bị cái kịch bản cho ông Donald Trump đắc cử như thế nào. Và các bạn thấy không, Tổng thống Ukraine cũng nhanh trí gọi điện thoại, có cái cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngay. Thì theo báo chí nói rằng, theo CNN đưa đó là ông Zelensky đã có một cái cuộc điện đàm khá là chất lượng với lại ông Donald Trump. Bởi vì người ta cũng dự báo là ông Donald Trump sẽ thắng cử. Và hiện tại thì các tài phiệt của Mỹ đang support cho ông Donald Trump rất nhiều. Trong đó nổi bật nhất đó là phù thủy trắng trong ngành tài chính, đúng không? Và ông Elon Musk hay là ông chủ Amazon, vân vân. Thì tại sao Elon Musk lại ủng hộ Donald Trump? Tôi sẽ hẹn các bạn trong video phân tích chuyên sâu vào video thứ 3 tuần tới, để bạn có thể nắm được thông tin. Về chứng khoán Việt Nam,
chúng ta cần phải lưu ý cái điều gì? Thế thì cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta nói về cái tỷ giá của chúng ta đã ổn định. Và xin thưa với các bạn, đó là cái vĩ mô của chúng ta về mặt các cái chính sách và các thông số về về chính sách tiền tệ của chúng ta khá là ổn định. Nếu mà nhìn về tỷ giá thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Nếu còn nói về thêm cái phần liên quan đến tiền tệ khác, chẳng hạn như lãi suất thị trường liên ngân hàng hay là cái quá trình bơm và hút tiền, tiền đồng của ngân hàng nhà nước thì nó không có điều gì bất thường cả. Tức là nó vẫn diễn biến trong cái xu hướng là ổn định. Một trong những điểm các bạn cần phải lưu ý đó là những cái lãi suất huy động của các cái ngân hàng thương mại nó sẽ có một cái sự tăng tiệm tiến từ từ. Đấy, nếu các bạn đọc các cái báo chí phản ánh ở trên báo thì các bạn thấy rằng là những cái kỳ hạn gửi tiền trên 12 tháng, tức là 18 tháng, 24 tháng thì thường sẽ có cái xu hướng là được đẩy lên cái mức lãi suất khoảng gần với 6% hơn. Đấy. Nhưng mà hiện tại cái mức lãi suất đang khoảng 5% và tôi tin rằng thì mặc dù là cái lãi suất điều hành nó vẫn giữ nguyên ở mức 4,5% như hiện tại các bạn đang biết, nhưng lãi suất tiết kiệm thì các bạn đang thấy nó nhích dần lên. Thì đây là một cái các bạn cần phải lưu ý, nhưng tôi vẫn đánh giá rằng với những cái điều đang diễn ra thì các cái vấn đề về vĩ mô và các chính sách tài chính của chúng ta, yếu tố tài chính ta vẫn ổn định. Một cái vấn đề thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm đó là nước ngoài liệu có bán ròng không. Thì xin thưa với các bạn, nước ngoài bán ròng không thì chúng ta hãy nhìn vào cái con số cụ thể của câu chuyện nước ngoài trong tuần vừa rồi. Thì trên dữ liệu của phần mềm Kung Fu Stock Pro thì chúng ta có thể coi trong tuần vừa rồi nước ngoài bán ròng như thế nào. Thì nước ngoài tuần vừa rồi thì các bạn nhìn ở đây là chúng ta giao dịch ròng, nước ngoài bán là 3.133 tỷ và mua 2.355 tỷ. Trong tuần vừa rồi thì nước ngoài bán ròng khoảng 1.000 tỷ, đúng không? Và tập trung bán ròng chính vào Masan, Vinhome, FPT, chốt lời, VB Bank, Hoa Sen, VND, Vinamilk, Vingroup, VVD, Techcombank, Đất Xanh. Đất Xanh sau cái vụ mà có những cái đơn thư. Đấy. Đấy, thì các bạn thấy là Đạm Cà Mau, VRE, vân vân. Thì những cái này là cái cổ phiếu bị bán ròng. Ở chiều mua ròng thì có SBT, Thế Giới Di Động, Nam Long. Nhưng bạn nên lưu ý là không phải cứ bán ròng trong tuần thì nó là đỏ. Có những cái cổ phiếu thì bán ròng thì tăng. Và ngược lại, có những cổ phiếu mua ròng không phải là cứ mua ròng là tăng. Nó cũng phải mất rất là nhiều tiền như là Nam Long. Đấy, có những cổ phiếu mua ròng thì tăng. Đấy, thì các bạn nên lưu ý như vậy. Còn về tự doanh thì trong tuần vừa rồi thì như nào? Tự doanh trong tuần vừa rồi chủ lực là bán ròng. Họ bán ròng khoảng 800 tỷ và cũng tập trung rất nhiều vào MBB, HD Bank. Nói chung họ bán ròng phần lớn vào các cái cổ phiếu như Masan và Bank. Đấy, bán ròng quỹ Diamond ETF, rồi quỹ Finlit ETF, hay quỹ E1, đấy, VN30. Thì tự doanh bán ròng là khoảng tầm 800 tỷ, trên 800 tỷ. Đấy, thì cái câu hỏi mà các bạn đang hỏi tôi đó là nước ngoài còn bán ròng không? Thì tôi nghĩ là cái mức bán ròng thì nó có thể nó sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng mà với cái việc mà tỷ giá đang khá là ổn như thế này thì cái cường độ bán ròng nó có thể nó sẽ hạ nhiệt đi. Nó sẽ hạ nhiệt đi. Bằng chứng là ở các cái quỹ ETF nội địa và ETF ngoại thì các bạn nhìn vào đây. Trong cái tuần vừa rồi thì ETF nội địa và ETF ngoại có một cái tuần tương đối là ăn lành so với những cái tuần trước. Rút hàng trăm tỷ, bán hàng trăm tỷ, 200-300 tỷ, rồi hơn gần 200 tỷ một ngày. Thì tuần vừa rồi các bạn thấy là quỹ ETF ngoại thậm chí còn mới chỉ rút dòng khoảng tầm 85 tỷ đối với lại Fubon và Exchequer là khoảng 70 tỷ. Còn lại đối với lại quỹ ETF nội thậm chí còn có cái sự tăng dòng nhất định về chứng chỉ quỹ như là quỹ VFM, VN30 hoặc là quỹ SSIM, VNX 50 ETF, họ thu hút dòng được 39 tỷ. Túm lại thì nó cũng khá là yên ổn trong tuần vừa rồi. Và như tôi nói với các bạn thì nếu trong trường hợp mà cái tỷ giá nó ổn định thì khả năng cao là cái tuần tới thì vẫn có bán ròng, nhưng cái bán ròng và mức độ bán ròng nó sẽ nhẹ đi. Và nếu như Fed hạ lãi suất thì có thể cái chu kỳ bán ròng nó sẽ có thể ngưng bớt. Nó vẫn bán ròng nhưng sẽ ngưng bớt thưa thưa ra.
và có thể mua dòng nhẹ nhẹ trở lại vào cái đầu 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 cái quý và cuối quý 3, đấy là dự báo của tôi. Đấy. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Còn bán dòng hay không? Một cái chuyện nữa mà tôi nghĩ là các bạn cũng phải rất quan tâm, đó là cái câu chuyện biến động mạnh của VN-Index đó, của thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2 giờ chiều sẽ tiếp tục là cái câu chuyện chủ đạo. Bây giờ chúng ta không nói đến cái câu chuyện là 2 giờ 15 mới biến động trùng với biến động phái sinh, mà bây giờ thực tế ra các bạn là cứ khoảng 2 giờ là biến động rất là mạnh. Ví dụ như ngày 12 tháng 7 là 2 giờ 08, ngày 28 tháng 6 là 2 giờ 16 phút, tức là ngày thứ 6 tuần vừa rồi thì biến động mạnh lúc nào các anh chị? Đây, các anh chị có thể coi cái màn hình ở đây, anh chị thấy là nó biến động rất mạnh từ khoảng 2 giờ chiều, đạp rất sâu xuống đến 2 giờ 15, sau đó lại kéo giật lại. Thì nói chung cái kịch bản nào khi mà VN Index mà cứ chỉ tập trung giao dịch trong phiên chiều từ 2 giờ chiều ấy, thì chắc chắn là cái khối lượng giao dịch nó sẽ giảm sút. Ở phiên sáng thì sẽ rất là yếu. Bởi vì cái tâm lý của tôi với tư cách là cái người mà chia sẻ với các bạn ấy, thì cái này cũng là quan sát và cái quan điểm cá nhân của tôi thôi. Nhưng mà đây là cái quan sát từ một cái nhà đầu tư cũng khá là gắn kết với lại thị trường và kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì tôi thấy rằng là nếu như mà thị trường nó chỉ biến động trong khoảng thời gian 2 giờ chiều biến động mạnh trở đi ấy, thì thường đa phần nhà đầu tư, trong đó có cá nhân tôi, sẽ không để ý nhiều lắm đến phiên giao dịch từ sáng đến 2 giờ chiều. Bởi vì nó không thể hiện cái điều gì cả. Cổ phiếu đang tăng màu xanh có thể phiên chiều bị giảm rất mạnh, hoặc là cổ phiếu đang giảm rất mạnh thì có thể phiên chiều lại tăng xanh. Nhưng chẳng biết được ở đâu mà lần. Túm lại thì nếu mà trading day by day thì các bạn sẽ thấy là có những cái cú giật, nó rất là nguy hiểm như vậy. Thế nên là chúng ta cần phải lưu ý là liệu là nó có biến động từ 2 giờ chiều nó là cái câu chuyện chủ đạo không. Thì theo tôi thì với những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã nhìn thấy với những cái biến động của trong giai đoạn gần đây đó, trong giai đoạn gần đây thì các bạn sẽ thấy rằng là khá là tương đồng. Đó là khoảng những cái phiên mà biến động nó sẽ cứ biến động như kiểu là giật lên giật xuống như vậy thôi, thì các bạn cần phải lưu ý. Và cái cuối cùng chúng ta cũng cần phải lưu ý đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới, đó là các kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ đồng loạt ra cái báo cáo. Thì hiện tại các bạn thấy rằng là các cái báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp mà đã được công bố, hiện nay thì phần mềm Kung Fu Shop Pro của chúng tôi thì đã cập nhật được khoảng gần 80 các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Chứ như các bạn có thể để ý thấy có những cái cổ phiếu mà tại sao giảm sàn rất mạnh như cổ phiếu chứng khoán VIX. Thì đây, các bạn thấy. Mọi người cứ nói là kết quả kinh doanh nó không quan trọng, nhưng mà chỉ cần kết quả kinh doanh ra làm thất vọng thị trường cái lập tức là giảm sàn ngay. Thì cái cổ phiếu chứng khoán VIX này ra cái kết quả báo cáo kinh doanh quý 2, các bạn vào phần mềm Kung Fu Shop Pro kích vào phần biểu đồ, các bạn sẽ thấy rất rõ là cái quý 2 này nó tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bị giảm đến 78,1% sau cùng kỳ, và doanh thu giảm tới là 44,9% sau cùng kỳ. Lập tức là cổ phiếu giảm sàn rất mạnh. Trong khi đó thì các anh chị nhìn cái pattern của cái chứng khoán thì vẫn có những cổ phiếu chứng khoán tăng điểm, đa phần là giảm, nhưng VIX là giảm sàn với khối lượng lớn nhất. Thì đây là một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý là những cái doanh nghiệp nào mà có kết quả kinh doanh có thể tăng điểm thì nó sẽ giữ được, nó không bị giảm mạnh. Nhưng mà kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ hoặc giảm sâu so với cùng kỳ thì có thể là sẽ bị cái sự gọi là đền đáp hay là sự phản ánh ngay của thị trường. Dùng cái từ chuẩn đó là cái câu chuyện là thị trường sẽ phản ánh ngay. Rồi trong tuần vừa rồi các bạn chứng kiến thấy là cái khối bất động sản nó rất là yếu. Đấy. Cái khối cổ phiếu bất động sản rất là yếu. Cụ thể ở đây là những cái tin liên quan tới Quốc Cường Gia Lai QCG, mã chứng khoán QCG, đúng không? Thì cái tin này nó như thế nào? Thì các bạn thấy là mới có những cái tin như thế này, lập tức là cái thị trường nó phản ánh ngay. Các bạn thấy là
cổ phiếu liên tục giảm sàn trong không những là 3 phiên 1 hay 2 phiên 3 phiên, mà trước đó có lẽ là nó đã phản ánh đâu đó rồi, cổ phiếu rớt từ 17 cho đến giá 9, rồi nó lan tỏa cho tất cả các cái sector của ngành bất động sản. Tất cả các cổ phiếu lớn nhỏ của thị trường bất động sản, của bất động sản đều giảm một màu đỏ như này, từ Novaland, DIG, Tài chính Hoàng Huy, Phát Đạt, Đất Xanh. Các bạn nhìn ha, nó giảm rất sâu. Đấy, giảm rất sâu. Như tôi nói với các bạn đó, là thị trường đang trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Khi mà trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, thì chỉ có những doanh nghiệp mà tăng trưởng và có triển vọng tăng trưởng tiếp theo trong quý 3 và quý 4 mới giữ chân và giữ được niềm tin của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư dài hạn và trung hạn và những nhà đầu tư hiện tại thì có thể đã rất sợ những cái câu chuyện bơm thổi phồng về mặt giá trị và đưa những cái kỳ vọng ảo không có thực tế trong kết quả kinh doanh vào trong cổ phiếu rồi. Nên là bây giờ chỉ cần những cái tin là kết quả kinh doanh giảm mạnh do cùng kỳ là sẽ có những hoạt động bán tháo ra. Và nó phản ánh. Và điều đó là chứng khoán. Để chứng khoán Mỹ cũng thế, chứng khoán Nhật cũng thế, và chứng khoán châu Âu cũng vậy thôi. Thế còn những cái cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh tốt, thì trong cái trường hợp thị trường nó xấu, thì nó vẫn có thể giảm nhẹ, nhưng cái biến động của nó chấp nhận được. Bởi vì nó tạo ra cái niềm tin cho những nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu này trong cái chu kỳ dài hạn hơn, với cái kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cái sự hồi phục. Đấy thì đấy là cái điều mà tôi muốn các anh chị và các bạn hãy tập trung vào những cái cổ phiếu mà có cái ban điều hành tương đối là dạn dày kinh nghiệm. Cái thứ hai, được thể hiện, ban điều hành này phải được thể hiện thông qua những cái có số thì được tuyên bố, tức là anh phải có sự tăng trưởng trong các cái quý. Doanh thu anh tăng bền vững và lợi nhuận tăng bền vững. Có những lúc thì doanh thu anh và lợi nhuận anh bị sụt giảm một chút, nhưng cái điều đó nó không thay đổi cái triển vọng về công ty trong quý sắp tới, bởi vì còn nhiều cái yếu tố để kỳ vọng. Nhưng còn có những cái công ty mà cứ làm ăn gian dối, cứ dùng các thủ thuật xào nấu báo cáo tài chính, thì chúng ta hãy, tôi xin, nếu các anh chị không muốn nhìn thấy những cái kịch bản của những cái cổ phiếu mà nó cứ giảm mạnh khi có những cái tin chính thức và không chính thức như thế này, thì xin thưa là đừng bao giờ dính dáng tới những cái cổ phiếu mà nó nhạy cảm, và đặc biệt là cái kết quả kinh doanh của nó. Nếu không ủng hộ thì rất là khó. Thế còn đối với lại sector của bất động sản thì tôi tin rằng là phải qua cái thời kỳ khi đưa cái luật bất động sản mới vào có hiệu lực vào 1 tháng 8 và chúng ta phải xem cái chu kỳ mới của bất động sản. Đấy, về mặt pháp lý gỡ như thế nào, rồi kết quả kinh doanh nếu mà tốt thì cổ phiếu bất động sản nó sẽ tăng thôi, nhưng không phải bây giờ tại thời điểm hiện tại, theo ý kiến cá nhân của tôi, Thái Phạm và các bạn ha. Đấy, thì các bạn cũng phải lưu ý cái điều đó, đây là quan điểm cá nhân của tôi. Tôi không khuyến nghị ai mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Các bạn nghe và có thêm các góc nhìn đa chiều và có những cái thứ để giúp cho các bạn có thể đầu tư tốt hơn. Và trên đây thì là cũng là những cái chia sẻ của tôi. Tôi cũng mong muốn nói lại một lần nữa, đó là chúng ta hãy cẩn trọng với những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình. Thứ nhất là thị trường chung nếu ổn thì những cái cổ phiếu tăng trưởng và những cái cổ phiếu mà có triển vọng nó sẽ tiếp tục nó tăng lên. Thị trường chung có thể xấu vì một lý do ABC nào đó, có thể điều chỉnh, có thể bị tâm lý, và các cái cổ phiếu về tăng trưởng nó cũng bị áp lực. Nhưng khi mà thị trường thuận lợi thì những cổ phiếu tăng trưởng sẽ tiếp tục thu hút tiền, còn những cổ phiếu yếu tiếp tục yếu. Nếu các bạn đang cầm những cổ phiếu yếu, các bạn cần phải làm gì? Một là các bạn chấp nhận cắt lỗ và đứng ra để tìm những cổ phiếu tăng trưởng, giống như cuốn Làm Giàu Từ Chứng Khoán, cuốn mà màu xanh kìa. Đây là một trong những cuốn mà tôi nghĩ các bạn cần phải đọc, bởi vì nó sẽ hình thành cái tư duy đầu tư của các bạn một cách nó bài bản. Các bạn đừng đi theo những game FLC, QC, G, HQC, v.v. những cái game của các penny, nó không giúp cho các bạn kiếm được tiền. Chỉ có những công ty tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận bền vững, liên tục, có lợi thế cạnh tranh mới là nơi xứng đáng các bạn đưa cái đồng tiền xương máu hiếm có của bạn vào. Như tôi nói, khi thị trường chung nó xấu thì những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ điều chỉnh, nhưng cái sự điều chỉnh của nó là chấp nhận được và có thể giữ được.
Còn những cái cổ phiếu nào mà nó là penny thì nó chỉ trở thành rác thôi. Cũng giống như bất động sản ở khu vực trung tâm, nó không đẻ ra được, đúng không? Thì khi mà thị trường xấu nó cũng có thể không giao dịch, nhưng mà khi thị trường bật lên nó sẽ là cái cổ phiếu, à là những cái vị trí bất động sản nó sẽ bật lên hàng đầu tiên. Blue chip bao giờ nó cũng thế, Bitcoin nó cũng vậy, đúng không? Shitcoin thì nó không thể tăng được, nhưng mà Bitcoin nó cũng vậy. Anyway, thì Thái Phạm cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi channel của Thái Phạm và theo dõi cái video này. Nếu các bạn muốn biết thêm và đầu tư tốt hơn đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam, và đặc biệt là muốn tôi coaching các bạn, gần như là coaching chi tiết hàng tuần với 2 video một tuần vào thứ tư và thứ bảy, để các bạn có thể hiểu hơn thị trường, chi tiết dặn dò về khối lượng tiền và cổ phiếu tham gia, những cái thời điểm mà các bạn cần phải làm gì, các bạn có thể tham gia vào cái hội viên. Ở kênh hội viên, nhấn một cái nút tham gia, các bạn cần phải có thẻ Visa, Mastercard, thẻ thanh toán quốc tế để tham gia ha các bạn ha. Và Thái Phạm cảm ơn bạn và xin chúc bạn thành công trong tuần mới. Hy vọng là một tuần mới lại đến và sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cái năng lượng, sự hứng khởi. Người cần mua thì mua, và người cần bán thì bán được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn có câu hỏi gì hãy đặt câu hỏi phía dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.